Chelsea chiêu mộ thành công Enzo Fernandez từ Benfica với mức phí kỷ lục. Enzo Fernandez đã trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất Premier League, phá kỷ lục của Jack Grealish, người đã chuyển đến Man City với giá 100 triệu bảng. Chelsea đã ký hợp đồng với tiền vệ người Argentina từ đội bóng Bồ Đào Nha Benfica vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng tháng riêng. Hợp đồng của anh có thời hạn 8 năm rưỡi đến tháng 6 năm 2031. Cầu thủ 22 tuổi gia nhập Benfica từ River Plate với giá 10 triệu euro, và gây ấn tượng tại World Cup 2022. Sau khi vô địch World Cup, Enzo trở thành món hàng hát trên thị trường chuyển nhượng. Benfica muốn giữ chân Enzo, nhưng Chelsea đã tìm ra cách lôi kéo tiền vệ này đến Stamford Bridge bằng cách đưa ra mức giá 105 triệu bảng. Enzo Fernandez sẽ trở thành hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Chelsea. Trước đó, kỷ lục này thuộc về Romelu Lukaku, người đã cập bến Stamford Bridge với mức giá 98 triệu bảng hồi mùa hè 2021. Không chỉ vậy, Enzo Fernandez cũng sẽ trở thành thương vụ đắt nhất lịch sử Premier League, vượt qua kỷ lục cũ của Jack Grealish, người đã cập bến Man City từ Aston Villa với mức giá 100 triệu bảng cách đây 18 tháng. Trong màu áo Benfica mùa này, Enzo đã có 4 bàn thắng và 7 pha kiến tạo. Anh ấy được kỳ vọng sẽ trở thành tiền vệ tấn công chủ chốt của The Blue. Về phần Chelsea, họ đã mang về 8 tân binh chỉ trong tháng 1. Ngoài Enzo, The Blue còn chiêu mộ Bernard Badiers 2, Monaco, David Phập Anamon, Andre Santos, Vasco Gama, Mikhailo Matzik, Sakta Donet, Nonima Zuic PSV Eindhoven, Joao Felix Atletico Madrid và Malaga Stolion.